Giới thiệu tiến cho anh em con giày ốc da bò nhé. Con này là con da bò nút bút, con này da sáp. Mẫu này da rất là xịn. Da này thì toàn là thương hiệu lớn dùng không? Timberland hoặc là mình lắc hoặc là cái bọn Eco ấy dùng. Rất là xịn. Giá thì rất là rẻ luôn. Chất liệu da bò, cái này bảo hành da nhé. Bên em sản xuất giày cũng tầm 8 năm rồi, 8-10 năm rồi. Hàng rất là xịn, rất là ngon. Thiết kế thì nó dễ đi, đó là kiểu trơn ấy, nó trơn dễ đi ấy. Thì đánh ra lúc anh em phối đồ nó rất là dễ, con này đi cùng jean với cả cà phê thì tuyệt vời, rất là đẹp luôn anh em nhé. Anh em nhìn cái màu là không, nhất là cái đế nó rộng, nó là cao su đúc mà nó rất là mềm, mà nó gọi là nó có một cái phần là nó giả cháy, trông rất là chất anh em nhé, rất chất luôn. Da thì quá đẹp rồi, da quá xịn luôn. Cảm ơn anh em đã xem video, đẹp quá.